Mình chia tay đi anh, tôi không thể nào sống với anh được nữa rồi. Tại sao chia tay? Có lo được cho tôi cái gì đâu. Tôi kìa, nhìn cái mặt kìa, cái mặt khờ, cái mặt mà tôi quen anh chi nữa. Em nói sao mà tôi không lo cho em hả? À, em nghĩ sao mà tôi không lo cho em? Rồi từ đó giờ không lo được cho tôi cái gì, em nói đi. Ủa, em nói sao mà anh không lo? Nè, anh bị bắt xe nè, là công an lập biên bản nè, anh về anh cũng lo trong lòng nè, anh sợ không biết em có đưa tiền cho anh chuồng xe không, chứ sao không lo. Nè, còn đi đá gà nữa, anh nói là anh mượn tiền này nói đá thua, anh sợ về nè em không đưa tiền cho anh để anh trả nợ cho người ta, lấy gì không lo. Nè, còn anh đi ôm mấy con nhỏ bộ dí nè, cũng đi ôm mà nữa nè, anh cũng lo, anh sợ là em bị phát hiện, em về em đuổi ra khỏi nhà, anh không biết anh ở đâu nữa, làm gì không lo. Như vậy chưa lo cho em đủ hả? Vậy là anh lo cho em dữ chưa? Tôi nói rồi, chia tay là chia tay. Bây giờ nè, cô nói là cũng muốn chia tay đúng không? Chia tay hiểu không? Thì tôi quyết định rồi, chia tay là chia tay. Chứ quen tôi ha, ông có tận báo tôi không à? Giờ muốn chia tay đúng không? Ok, bây giờ muốn chia tay á, cô đưa cho tôi 4 triệu đi. Tôi ra tôi mướn nhà trọ tôi ở. Cái giờ cô không đưa, lấy tiền đâu rồi tôi mướn nhà trọ tôi ở. 4 triệu hả? Nghĩ sao chia tay còn đưa 4 triệu đi ở nhà trọ hả? 4 triệu cái cù lơ nha. À, từ đây về sau tôi có chuyện gì ông đừng có lo cho tôi nữa, miễn bàn nghỉ đi, không có lời mà ăn cướp. Ăn cướp anh Nhật, anh chạy theo đi, nó lấy cái vỏ của em mà kìa. Ok, cô nói thằng này để lo mình lo vậy, con lấy con chạy ra đây. Nghĩ sao vậy trời, đàn ông thì còn đòi níu kéo gì nữa. Tôi chia tay với ông là đúng rồi. Chia tay chia tay mù phật, cho mày chạy lại lại đi. Trời ơi trời, dính kêu ông bộ tôi lấy chia cho tiền cái đó mà. Công nhận đó làm được á, để điện cho nó đi. Alo. Alo, em nghe nè Nhật ơi. Ê ê ê, mày giật cái vỏ vợ tao rồi mày chạy đâu ơi? Ủa giật cái vỏ gì anh? Công nhận á, mày hay ra tay cho bộ tao tao gây nữa, xong rồi mày giật cái tay ở đâu họ chút xíu đi, anh cho tiền nghe uống phải. Không có anh, em đau bụng em đi cầu rồi sớm giờ em chưa ra được luôn á, em mày điện cho anh này em ra không được nè. Mày xạo, nhớ mày mới hai đứa tao đang gây lộn về chạy giật lúc đúng kịch bản tao bạn với mày luôn không ơi. Em đâu có giật. Cái gì? Không phải mày hả? Không, em còn đang trong toilet nè. Thôi nha, em đi cầu cái đau bụng quá. Gạo cắp lét đó nó bị có phải chạy chết mẹ rồi, tiền đâu rồi, tối nay mướn nhà trọ ở chơi, chắc kỳ này ra nhà cầu ở luôn á. Ôi trời, khổ gì khổ dữ ơi trời.